Tới khuya các anh thì thầm thầm em ơi, em ơi. Hai cái luôn á chị, hai cái luôn á chị. Dạ em tên là Nguyễn Minh Thành, em đến từ Bến Tre. Nghề nghiệp cái này làm gì? Dạ em làm qua tư chung vợ của em. Cơ duyên nào tụi em gặp nhau? Mùa dịch năm rồi á chị. Kiểu là ở nhà thì mình không có làm gì hết. Lúc đó em đang bị cách ly do Covid nữa. Cái em nằm em lướt thì em mới thấy cái clip của anh Thành hát lô tô. Anh hát lô tô, anh cách tin lô tô ở chợ online á. Cái đầu em ấm vô em xem. Cái em mới nói trời sao cha nội này gì đâu mà dẹo dữ vậy. Cái này không biết là công hay là thụ nữa ta. Là top hay bot hả? Dạ top hay bot á. Cái em mới nhắn tin thử. Em thử thôi, em không có cố tình luôn, em không hề cố tình luôn. Em chào anh, em chào lại. Nếu em không thích người ta thì em nhắn tin để làm cái gì? Tại vì em thắc mắc, em tò mò là em không biết là anh là top hay là bot. À thắc mắc coi là top hay bot mà điệu quá đúng dạ. không? Dạ. Rồi khi em nhắn tin thì em trả lời làm sao? Lúc mà giờ em nhắn tin em chỉ vô em đọc thôi, em không có trả lời. Tối em rảnh em mới trả lời. Cái em mới chào lại, xong hai người nhắn qua nhắn lại vậy đó, cái thấy mới hợp nhau, rồi cái mới nói chuyện. Xong rồi mới điện thoại video á, nói chuyện hoài, ngày nào cũng nói vậy, cũng điện thoại suốt vậy đó. Rồi xong rồi tới hôn nhân luôn. Nhưng mà ai cua ai? Dạ em cua anh Thành. Ban đầu là thử thôi, sau đấy thích quá, quyết định cua luôn. Nói chung là nhìn cái mặt thấy dễ thương, mà tức tại sao là điệu quá. Nên mới nhắn tin hỏi người ta, điều tra người ta là boss hay là top. Cuối cùng dính luôn. Cuối cùng dính luôn. Ban đấy anh có nghe em nói là đến hôn nhân luôn rồi hả? Dạ đúng rồi. Đến hôn nhân là ngày 6 tháng 4 vừa rồi. Yêu bao nhiêu năm mà mình cưới? Dạ mình yêu là 8 tháng 17 ngày. 8 tháng 17 ngày? Dạ. Rồi mình lên xa hoa luôn. Dạ. Nhanh gọn lẹ. Dạ nhanh gọn lẹ. Chốt đơn. Nhưng mà cái thời gian mà còn dịch á, mình còn giãn cách á là đâu có gặp nhau được. Đúng không? Dạ đúng rồi. Là chỉ cái, quen, thời gian quen trên mạng thôi. Thời gian quen là hồi tháng 8 năm rồi. Anh vẫn còn ở Nhật. Em thì em ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Quen tại cái thời điểm dịch đó là đúng một tháng sau là anh về Việt Nam. Trước khi mà mình gặp nhau ở ngoài đời á, hai bạn đã có cái lời gì để mà chính thức quen nhau chưa? Hay là gặp nhau ở ngoài rồi mình mới quyết định? Trước khi mà gặp ngoài á là hai đứa đã quen rồi. Là cái kiểu là chỉ quen qua mạng thôi á, chứ chưa có gặp trực tiếp ở ngoài. Nhưng mà khi mà tỏ tình á là Phi tỏ tình với Thành hả? Dạ em tỏ tình với Em hỏi Thành như thế nào? Mới đầu hai đứa nhắn tin qua lại vậy thôi, bình thường thôi. Nhưng mà đến tối cái em yêu ngủ ngon nha. Nhưng mà lúc đó hai đứa chưa hề quen gì luôn. Dạ anh Thành. Tại sao em nói câu đó? Em nói chơi vui hay sao? Cái kiểu em nói chơi vui thôi. Cái cửa miệng. Dạ đúng rồi. Nhưng mà lúc đó em biết luôn á chị là nếu mà anh Thành anh nói được với em như vậy là anh sẽ nói được rất nhiều người như vậy. Em biết là đó là cái câu cửa miệng, cái câu gọi là bông đùa đi, vui vẻ đó. Thì tại sao em lại mở lòng? Lúc đó em chưa mở lòng, khoảng 2 tuần sau. Nhưng cái câu đó ít nhiều nó để làm cho em một cái suy nghĩ. Suy nghĩ nó rung động trong tim em, nó ấn tượng trong tim em. Đúng không? Dạ. Tự nhiên em yêu ngủ ngon. Nếu như là chị thắc mắc chưa à? Em yêu nào vậy anh? Đúng không? Nếu như mình càng có tình cảm người ta, mình càng phải hỏi đâu. Nhưng mà lúc đó là em á thì em mới chia tay bồ em thôi. Anh Thành cũng vậy, anh Thành mới chia tay bồ anh Thành. Khi mà đến sau này á, chị đã đám cưới rồi, đã kết hôn rồi thì hai đứa mới ngồi lại nói chuyện với nhau là ở cái khoảng thời gian đó là do hai đứa mới chia tay bạn cũ. Thành ra là không có nghĩ đến việc mà để hai đứa quen, chỉ là nói chuyện giống cho như là đúng cho vui thôi. Đi lại giống như tâm sự, chia sẻ nó buồn. Những lúc hai người đang cô đơn, tìm một người bạn để mà nói chuyện. Với lại lúc ở Nhật á là em rất là buồn á chị, kiểu giống như là mình đi làm rồi về cái có ngủ thì làm ngủ á, cái bị chán á, cái mình mới lên để mình kiếm người mà mình bày tỏ tâm sự rồi đó. Cái xong rồi mới gặp là vợ em mới hợp, nói chuyện hợp á. Ấn tượng lần đầu gặp nhau có hai bạn như thế nào? Ấn tượng lần đầu của em với anh Thành gặp nhau á là ngày đó là em đi giao hoa cho khách mà chung trên cái đoạn đường mà anh Thành đi qua luôn. Vậy thì bó hoa đó có giao cho khách hay là giao cho anh Thành? Dạ bó hoa đó là em giao cho khách. Xong rồi cái anh Thành anh mới alo em, anh nói là em ơi bây giờ anh qua tới ngay chỗ bến phà rồi mà anh không hề cho em hay, không hề cho em biết trước luôn chị, giống như là mình bất ngờ. Tại vì trước đó là 3 ngày là anh đã dự định anh đi qua em rồi, nhưng mà lúc đó còn chốt quá chị, cái chốt Covid đó chị, thành ra là anh bị vướng lại, anh không qua được. Giống như đúng cái câu mà thử thách 6 ngày 6 đêm không được gặp mặt nhau luôn á chị. Anh nói với em hoài luôn, anh kiểu là anh chọc tức em á, rồi tiêu rồi không gặp được rồi. Mà anh nói hoài vậy chị, cái em tức em đâu có thèm nhắn tin nữa đâu. 3 ngày sau là sáng bữa đó em đi giao hoa, cái em giao xong cho khách rồi, cái alo em ơi anh qua tới chỗ đó rồi, bây giờ anh không biết đường xuống nhà của em lên rước anh đi. Là tình cờ là ngay cái đoạn đường đó là em đi lạc, em chạy thẳng con đường đó ra là đụng ngay mặt anh. Hay biết lạc quá, biết lạc quá, biết lạc vậy quá. Cái kiểu trời giống như ông trời ông dẫn đi lòng vòng dẫn ngay em luôn. Đổi thừa ông trời á chị, thấy không chị, thấy con đừng đổi thừa cho hoàn cảnh nha.
Rồi khi mà bọn em cứ cho là vô tình đi, gặp nhau ở một cái chỗ như thế thì bọn em cảm thấy như thế nào? Lúc đó em cảm thấy giống như là em với anh Thành giống như là hai đứa đã quen từ hồi lúc nào rồi. Hai đứa đã không còn ngại với nhau nữa. Hai đứa giống như là xem nhau rất là thân luôn á. Hai đứa gặp kiểu giống như là nó quen nhau lâu quen nhau lâu rồi. Tại vì hai bạn đều ai cũng có ngoại hình á. Nên khi gặp nhau á, cái ngoại hình nó làm cho cái tình cảm nó sẽ nó đậm sâu nhanh hơn. Không, chị lúc gặp nha không có thấy mặt, đeo khẩu trang kính mít đồ. Kính mít bịch. Nói chung là bịch kính mít chỉ hai gần mắt thôi. Mắt đồ kính. Nhưng mà sau đó cũng phải cởi khẩu trang ra sau đó đeo khẩu trang ngoài. Về nhà điên hơi về tới nhà xong mới gỡ khẩu trang. Rồi mới gặp rồi em cái mở đám chơi xong rồi cái không biết sao. Rồi cái ở luôn. Không biết làm sao hả? Dạ đúng rồi. Biết sao không? Không sao chị. Để chị nói cho nghe. Tại vì gặp nhau dính quá đó. Rồi hợp quá đó. Vui quá. Rồi yêu quá. Sợ lại luôn đó. Xong sau này đám cưới rồi mới nói, anh nói từ đầu là anh nói là anh chỉ qua em chơi vài ngày thôi là anh về. Anh chỉ đẹp mà thiệt chị, anh em dài có vài bộ. Thì ai cũng vậy thôi chị. Lúc nào đang chơi vui vậy đó. Dạ. Sao dính luôn. Dạ dính luôn. Với lại một phần là em tính về xong rồi cái vợ em mới không cho về, kêu thôi ở chơi nữa đi. Cái ở chơi riết là ở luôn. Hình như cái vấn đề này chị nghe cũng nhiều. Nhiều cặp quen lắm. Nghe quen lắm luôn đó. Qua chơi thôi. Đính về nên đem có một bộ hai bộ à. Rồi người kia giữ lại rồi giữ luôn đó. Giữ luôn. Đó. Rồi khi nào bọn em có nụ hôn đầu với nhau? Dạ nụ hôn đầu của hai đứa em là sau đêm đó. Ngay cái ngày gặp ngay đó luôn. Đấy dạ. Chứ sao gì về sao? Tới nhà là cất đồ vô phòng rồi là anh Thành ôm em Thành hung. Là lúc đó tháo khẩu trang chưa? Dạ tháo khẩu trang rồi. Dạ. Thấy chưa? Lúc đầu đeo khẩu trang không như mặt nhưng mà khi về tới nhà cởi khẩu trang ra là nụ hôn ngọt ngào. Dạ. Vì lại chị biết sao không? Gỡ khẩu trang ra đầu tiên á, em ấn tượng á là cái lỗ mũi của bạn vợ em á rất là cao mà nhìn giống như tay la vậy. Giờ là bị quen em lên 14kg á chị, chứ lúc trước là tướng nhon lắm. Rồi giờ bị nảy bọt. Ngon cơm. Rồi mình chỉ hôn nhau thôi hả em? Chỉ hôn nhau thôi. Chỉ hôn nhau thôi. À chỉ hôn. Dạ. Xong rồi tới tối đó. Tới đó cái tối đó là sao nữa? Anh ngủ á chị, cái tới khuya cái anh thì thầm thầm em ơi cái hoài vậy là nửa đêm là bạn này hát bài thì thầm mùa xuân. Dạ đúng rồi, thì thầm mùa xuân xong rồi mùa xuân tới luôn á chị. Mùa xuân đến thì những đến giờ. Dạ tới luôn. Dạ tới luôn đúng và không? Tới luôn á chị, là đưa em vào hạ. Dạ là một đêm đó là hai cái luôn á chị chứ không phải một cái nữa. Là bài không tên số 2. Dạ bài không tên số 2. Trời ơi quá trời quá đất luôn. Rồi sau cái đêm đấy thì thấy hợp quá. Thì mình nói sao cái đêm đó thì được này khác. Sao bài hát bài không tin số 2. Dạ đúng rồi, sao bài hát đó. Thì quyết định là gắn kết với nhau luôn. Dạ yeah. Chị thấy không, cái đấy quan trọng lắm đó. Quan trọng lắm đó. Nói trong tình yêu chuyện gì cũng quan trọng á. Trong tình yêu mọi cái nó có một chút. Không phải riêng cái đó là quan trọng, nhưng mà một cái một chút mới gom lại là được một cái nó tình yêu trọng. Nó là một cái một trong những điều quan trọng trong tình yêu. Nếu mà tình yêu chỉ có một mảnh ghép là về vấn đề đó thôi thì nó không bao giờ nó hoàn hảo được cả. Nó phải nhiều mảnh ghép, ghép lại nó thành một bức tranh. Hai mảnh thôi chị ơi, nhiều chị mảnh nhiều, sao được. Hai mảnh là hai trái tim. Dạ. Nhưng mà ý mình đang nói là nhiều thứ cộng lại. Nhiều cái mặt để cộng lại. Nhiều mặt ghép. Nhiều mặt ghép cộng lại nó sẽ trở thành một bức tranh hoàn hảo. Hai bạn có thấy là mình quyết định tiến tới hôn nhân nhanh quá không? Nếu mà so với mọi người á là tiến tới hôn nhân trong thời điểm mà 8 tháng 17 ngày là một khoảng thời gian rất là mau. Nhưng mà đó với chị nha, tình yêu không quan trọng vấn đề nhanh hay lâu, quan trọng là cảm xúc. Nếu khi mình gặp một người bạn đời mình thấy cảm thấy hợp, 6 tháng, 1 năm, 2 năm mình cưới vẫn ok. Quan trọng là mình cảm thấy là tình yêu đã đủ đông đầy và đủ để mà mình có thể mình đến với nhau lâu dài hơn thì mình kết hôn thôi. Yeah. 8 tháng nó cũng không phải là lâu, nó cũng không phải là ít. Yeah. Nó nằm vào mức độ là chung chung. Nó vừa đủ để cho hai đứa hiểu nhau. Hiểu nhau được rồi là mình có thể mình bước lên xa hoa được rồi cơ. Nhưng mà vấn đề ở đây là chị, là tại vì khi ở trong cộng đồng của mình á, trước khi đám cưới là mình phải come out, là mình phải sắp xếp với hai bên gia đình nữa. Nên thì... là em nghĩ là phải cần thời gian hơn. Hai bạn đã come out chưa? Dạ chưa. Chưa come out trước khi cưới hả? Dạ đúng rồi. Là coi như hai bạn này cũng tính là một công đôi chuyện đó. Rồi khi mà hai bạn em ra mắt gia đình của hai bên á thì phản ứng của hai gia đình như thế nào?
Lúc đầu là em rất là lo, em sợ là em nói ra em cơm ao thì mẹ với bên gia đình em thì không chịu. Nhưng mà cuối cùng tự nhiên em nói ra có nói chơi thôi à, cái tự nhiên cái mẹ chấp nhận luôn. Bên nói mẹ, chơi mà thầm dạ, đúng rồi, cái mẹ cũng về kể bên nội đồ này kia là cái bên nội nói ừ thì giờ nó yêu thì tới thôi chứ đâu đâu có chuyện gì bình thường à. Cái em quá bất ngờ luôn. Là trước kia gia đình có hỏi em về cái vấn đề giới tính không thầy? Dạ có, giống như là mẹ hỏi là thích trai hay gái, cái em chỉ cười thôi. Em tính nói với mẹ thôi nhưng mà em không dám. Cái khi mà em đi qua Nhật rồi á, cái em lựa đúng thời điểm cái em mới nói với mẹ là ờ mẹ ơi con thích gái, giờ con thích trai. Cái mẹ không có tin, cái lúc mẹ em về nước mẹ cũng nói là thôi hay giờ đi lấy vợ đi. Cái em mới nói vợ con gì ở mình cho khỏe. Mẹ làm như mẹ hiểu em hay sao á. Mẹ nói mẹ em lấy vợ giờ mày cũng phải lấy chồng, giờ mày cũng phải có cái đám cưới. Cái em mới cười với mẹ là vậy là mẹ chấp nhận luôn. Cha mẹ nào cũng biết mình như vậy đó. Cha mẹ mình sinh ra thấy mình bất thường, nó không như một người con trai là người ta nghi rồi. Chẳng qua là gia đình mình không muốn mình như vậy thôi, nên phớt lờ cái chuyện đó thôi. Thì thôi bây giờ chị là muốn nói chuyện với là một bạn, thì một bạn đi qua bên anh Tuân đi tâm sự riêng đi ha. Khi mà em kể câu chuyện come out của em ra thì mọi chuyện anh thấy nó dễ dàng. Dạ đúng rồi. Mẹ em là như vậy ha, thì trong nhà em còn bao nhiêu thành viên nữa và bố em thì như thế nào? Dạ em tới 6 anh chị em lận. Là lúc mà em come out ra vậy em sợ làm, thường thường là mẹ là người khó tính nhất. Mà cuối cùng mẹ lại chấp nhận. Rồi em nói ba cũng chấp nhận luôn. Rồi mấy anh mấy chị cũng không có phản đối luôn. Dạ em nhận ra bản thân của mình từ bao nhiêu lâu rồi Thành? Em nhận ra bản thân em từ năm cấp 3. Là hồi bé em vẫn cảm thấy em giống các bạn nam khác? Em cũng không nhớ rõ nữa. Mà nói chung là lên tới cấp 3 là bắt đầu em mới thích con trai. Ví dụ cấp 2 đi là cái thời gian mà mình bắt đầu dậy thì ấy, thì mình bắt đầu có cảm tình với những bạn khác. Thì em có quen con gái hay là có cảm tình dạ, con lúc gái? Đó em có quen con gái, em thích con gái. Nhưng mà tới dần qua cấp 3 là không thích gái nữa. Là cái tự là... dưng như thế hay dạ, là do là... em bị chia tay với bạn gái xong rồi? Là tự dưng vậy luôn á. Xong rồi cái bắt đầu mình thích con trai nhiều hơn. Cái người nào làm cho em thấy thích đầu tiên? Tại vì mình phải thích một cái người nào đó mình mới nhận ra là mình thích con trai chứ đúng không? Em cũng không nhớ rõ nữa. Là em chỉ nhớ là em thích con trai năm cấp 3. Dạ tại vì em chung là em chỉ thích nhắm trai đẹp, nhìn trai đẹp là em thích. Nhưng mà để yêu là không có, em không có yêu. Rồi em có tình yêu đầu tiên vào năm lớp mấy? Tình yêu đầu tiên của em là tới 22 tuổi. Là cũng mới đây hả? Dạ đúng rồi, là lúc em đi Nhật. Là em quen ở bên Nhật luôn? Dạ đúng rồi, quen bên Nhật. Làm sao mà hai bạn quen được nhau? Cũng là quen qua mạng á, qua Facebook á. Thôi cũng nhắn tin giống như vợ em vậy đó. Là quen xa hả? Dạ quen xa. Thì bao lâu bọn em gặp nhau một lần và bọn em quen nhau được bao nhiêu lâu? Tụi em quen nhau là 2 năm mấy nhưng mà cái thời gian gặp nhau chắc được 1 tháng. Tại vì tới 3-4 tháng mới gặp nhau vài ngày thôi. Tại do tụi em ở xa với lại bận công việc nên không có gặp được. Quãng thời gian em quen với bạn kia là cũng như là hầu hết cái quãng thời gian em ở bên Nhật luôn rồi. Dạ đúng. Gần như hầu hết. Thì tại sao bọn mình phải chia tay nào? Yêu xa không hiểu nhau rồi thời gian gặp nhau nó ít nữa. Nên không có cân bằng được giữa tình yêu. Chia tay, mình chia tay êm đềm. Êm đềm. Bây giờ vẫn còn là tình bạn. Và bạn cũng có dự đám cưới của em. Thế tốt rồi. Anh thấy cuộc sống của các bạn thực tập sinh hay là các bạn đi làm việc ở nước ngoài á, thường thì cuộc sống của các bạn rất là bận rộn. Thứ nhất, thứ hai là có phần đơn điệu, là mình chỉ đi làm xong rồi mình đi về. Mình cũng ít có các mối quan hệ. Thì khi mà em bắt đầu mối quan hệ là yêu xa với lại Phi thì em có lo lắng nhiều không? Dạ không, em vì cái kiểu là mình tin tưởng nên em không có ghen. Rồi bạn thì có ghen với em không? Chắc cũng có. Chắc cũng có. Là có hay không mình phải biết. Không mà vợ em á là lúc em quen là khoảng 1 tháng em mới về đây. Là lúc đó thì gặp rồi. À là dạ, trong 1 tháng đó là mình vẫn đang rất là vui vẻ, không có gì phải ghen dạ, tuông hết. Phi cho chị hỏi nha. Cưng come out lúc đó cưng bao nhiêu tuổi? Dạ em come out lúc đó là em 12-13 tuổi á chị. Em nói với cả mẹ lẫn ba luôn. Nhưng mà ba em thì lại chấp nhận, mà mẹ em thì không chấp nhận. Nhưng mà em suy nghĩ điều gì mà em come out ngay thời điểm đó? Dạ em suy nghĩ là thời đại bây giờ rồi 4.0 rồi, mình phải sống thoáng rồi. Mình không có còn mà che giấu cái giới tính của mình được nữa. Tại vì lúc đó là em giống như là mình đã biết yêu rồi chị. Nên em muốn sống thật với chính mình. Dạ đúng rồi. Em có bao giờ quen con gái thử không? Dạ có, thích con gái nhưng mà em không có quen. À thích thôi nhưng dạ, không yêu. Không yêu. Mình biết mình giới tính như vậy nên mình không thử. Không, dạ không thử, để khổ bạn nữ lắm. Người con trai đầu tiên mà em thích là ai? Dạ là thầy thể dục. What? Là thầy thể dục. Trời ơi, tình yêu học sinh. Dạ. Rồi thầy biết là em yêu thầy không? Dạ chắc lúc đó là em nghĩ là
thầy biết nhưng mà thầy không nói. Nhưng mà thầy là con trai. Dạ đúng rồi, thầy là con trai. Hồi cái thời đó mà chị là cái trend á là học sinh là thích cô giáo và thầy giáo. Dạ đúng rồi. Đó là thầy mới vừa chuyển trường về dạy trường em luôn. Là khi mà cái buổi đầu tiên mà thầy dạy em là em đã cờ rớt rồi. Em đã cờ rớt rồi. Có bao giờ em tỏ tình hay là em làm một cái biểu hiện gì mà để cho thầy nghi ngờ là em thích thầy không? Dạ. Chẳng hạn như là mời thầy đi uống cà phê riêng nè. Dạ có. Em mời thầy. Thầy như vậy đó. Thầy đi uống trà sữa với thầy. Trời ơi. Dạ. Thầy có đi không? Dạ thầy đi. Là bữa đó đi là mưa tầm tã. Em qua đón thầy hay là thầy qua đón em? Dạ thầy qua đón em. Mưa tầm tã mà thầy vẫn qua đón em. Thầy qua đón em. Tại vì đi với một bạn nữa chứ không phải là đi một mình em không. Em bắt cái nhịp cầu thêm một bạn nữa mời thầy đi chung. À đi để kiểu như là trao dồi những kiến thức học thể dục vậy đó. Mới đầu thầy từ chối. Thầy không có rảnh. Thầy nói là thầy còn bận làm giáo án. Nữa. Xong rồi cái năn nỉ riết rồi thầy mới thầy siêu lòng. Dạ. Người ta gọi cách đó là cách là mưa dầm thấm lâu. Dạ. Thầy mặc đồ bình thường, thầy rất là men. Em có rớt tim ra ngoài không? Lúc đó là em bị nhói tim luôn. Nhói tim chứ chưa rớt. Dạ, không? Nhói rồi. Rồi khi gặp thầy để em nói gì với thầy? Em chỉ nói chuyện qua lại thôi, tại lúc đó mình là học trò mà chị mình đâu có dám nói cái gì mà. Nhưng mà có nhìn thẳng vào đôi mắt của thầy không? Dạ không, không có dám nhìn. Lúc đó mình nói chuyện là mình toàn mình liếc qua liếc lại thôi, mình không có dám mà để nhìn ngay mặt thầy. Sau này á, thầy có biết em là gì ngay không? Trang. Mới vừa đám cưới vừa rồi thầy. À mới đây thầy mới biết là đây. Trời, thầy mới suy nghĩ là trời, ngày xưa nó tới từng cua mình. Dạ đúng rồi, nhưng mà thầy không có nghĩ tới, nhưng mà hiện giờ thầy mới nghĩ tới. Nhưng mà cái đám cưới có mời thầy không? Dạ cái đám cưới là em không có mời thầy, tại vì đám cưới là em làm ngoài nhà mẹ của em. Em học là em học trong nội, từ nhà mẹ cách nhà nội tới nửa tiếng, là thành ra là cái đoạn đường rất là xa, nó khó đi nữa, thành ra là em không có mời. Em có chắc chắn thầy là trai thẳng không? Tại vì em thấy mấy thầy mà là trai thẳng thì thường mà học trò rủ đi không đi đâu, năn nỉ cũng không đi đâu. Ừ, đến hiện giờ thầy vẫn chưa có gia đình. Trời ơi vậy hả? Nhưng mà em có nghe một cái thông tin vậy, nhưng mà em không có chắc chắn là thầy là bên thế giới. Bây giờ em nói đi, em nói nhiều cái yếu tố thì chị sẽ tổng kết và chị sẽ coi như là chị kết luận. Bấm quẻ. Chị bấm quẻ đó. Em không còn thích nữa. Tới bạn em thích, bạn em lại nhắn tin cho thầy là bạn đó cua thầy là gì, nhưng mà bạn đó lấy cái một cái nick ảo. Nếu thầy đã đi với em là thầy đã khác thường rồi. Tại thường mà là con trai mà là thầy nữa thì không có đi với học sinh. Dạ, đúng rồi. Còn nếu đã đi là phải có thích, nhưng mà thường thường thầy giáo thì người ta rất khép kín. Dạ. Khi mà em nói như vậy á thì chị nghĩ là thầy em là một là thầy là bisexual. Hai là gay. Theo trong đầu của em nghĩ là thầy là bisexual. Thì nếu như vậy là em phải hát cho thầy nghe một cái bài. Bài gì hả chị? Đoạn đường xa lắm thầy ơi, anh hãy đưa em đi lần cuối. Bây giờ hát cái gì nữa chị? Đã còn hát được nữa chị. Bây giờ là ý em đám cưới nhờ thầy đưa đó. Yeah. Ý là chị nói là đám cưới mời thầy để thầy đưa đi đoạn cuối, là đưa đi về nhà chồng đó. Thế dù mà thầy đưa đi là thầy hát bài đoạn đường gắn liền. Gia đình của Phi á, khi mà phản đối như vậy á, thì có xuất hiện trong đám cưới không ạ? Dạ có. Thường thường là ba người cha rất là khó. Khó hơn cả người mẹ. Người mẹ thường thường hay đồng cảm với con mình. Em thì ngược lại là ba em rất là thương em. Dạ ba em đồng cảm lại với em. Nhờ ba em nói với mẹ em, khuyên mẹ em. Kiểu như là mưa dầm thấm lâu á chị. Khuyên ngày này qua ngày kia qua ngày này. Tới khi mà em quen anh Thành đó chị. Dắt về cái là mẹ em rất là thương anh Thành. Đám cưới có kỷ niệm là mẹ em ôm em khóc. Mẹ vừa buồn, mẹ vừa vui. Buồn là buồn cho số phận con mình, vui là vui vì con mình hạnh phúc. Dạ. Nhiều khi nước mắt khóc đó là cái nước mắt đó là nước mắt là xa con gái mình chuẩn bị về nhà đúng, chồng. Đúng, đúng, dạ, đúng, đúng. Mình cứ nghĩ những cái điều tốt đẹp đối với mình đi. Con ruột mình chuẩn bị về nhà chồng rồi thì mẹ đưa tiễn con về chồng ăn khóc. Ai mà gả con gái đi nhưng mà khóc. Mẹ em nói một câu với em là em nhớ hoài luôn á, cho dù sau này con có là ai đi chăng nữa thì mẹ vẫn không bao giờ mẹ bỏ con. Mẹ buồn mẹ để trong lòng thôi, chứ mẹ không bao giờ. Mẹ buồn là tại vì em sinh ra em không có được trọn vẹn. Trọn vẹn. Nhưng mà quan trọng cái điều là khi mà em kết hôn, em hạnh phúc, em thành công thì cái điều đó nó sẽ làm cho mẹ em hạnh phúc. Em thành công thì cái điều đó nó sẽ làm cho mẹ em hạnh phúc. Mẹ em là dặn dò em hoài, đám cưới rồi phải sống thật là hạnh phúc để cho bao người khác người ta nhìn vô, người ta không có kỳ thị. Tại vì mẹ đã bỏ tất cả cái lời trái tai ngoài kia rồi. Mẹ can đảm mẹ đứng ra để làm cái đám cưới cho em. Thật ra thì cái đấy cũng giống như là một cái việc để mình cố gắng bù đắp lại cái sự hy sinh của mẹ. Thì mình sẽ cố gắng sống thật là hạnh phúc, thật là tốt.
Cái đấy là một cái khó khăn của những người trong cộng đồng của mình nha. Nhưng mà anh nghĩ là nếu mà bọn em thật sự yêu thương nhau á, thì những cái khó khăn đó không phải vấn đề lớn. Yêu thương nhau thật là mình sẽ vượt qua được tất cả. Rồi trong bao nhiêu tháng đó, 8 tháng bao nhiêu ngày đó, có xung đột gì, có ghen tuông gì lớn không bọn em? Dạ không. Hai đứa giống như là rất là suôn sẻ. Trộm vía, trộm vía. Chỉ là cãi nhau những lúc mà nhỏ nhặt, là bất đồng về công việc thôi. Lý do tại sao bọn em quyết định mở tiệm hoa? Dạ tại vì em đam mê, anh Thành chiều em, anh Thành mở cho em làm. À Thành mở cho khi làm. Dạ. Sướng quá là gì nữa. Anh Thành sẽ chuẩn bị mở cho em thêm một cái chi nhánh nữa. Oh my god. Nhờ đam mê là một chuyện nhưng mà Thành cũng phải thấy được khả năng của em chứ đúng không? Dạ. Khi mà ban đầu bọn em mở cái đầu tiên á thì có khó khăn nhiều chứ đúng không? Dạ rất là khó khăn. Cái ngày đầu tiên mà hai đứa mới ra làm á là mình chưa đặt niềm tin vào cái nghề của mình, thành ra là không có dám đầu tư nhiều á, là hai đứa chỉ bán nhờ trước nhà của hai thôi. Nhưng mà anh Thành thấy em cực quá rồi, anh Thành mới kêu thôi bây giờ về nội đi, về trước cửa nhà nội đi, tại trước cửa nhà nội em cũng có một cái mặt bằng, mình che là mình bán đỡ thôi. Rồi xong rồi một khoảng thời gian coi mình coi ổn định, coi ổn định được thì mình mở tiệm. Dạ đúng rồi. Lúc đầu là cái kiểu mình không dám mở á, mà xui gì ngay cái chỗ đó của em bán á bị nước ngập gần tới đầu gối luôn á. Tối em để bông bông với nước ngập cái chạy dọn vô nhà, cái đâu có bán được. Rồi cái hết ngập cái đem ra tiếp mà cực vậy á, xong rồi mà nhiều lần có lần để cái bắt đầu cất cái trái lên, xong rồi cái nước ngập đổ hết trơn, sáng bông nó nằm lé đé dưới mặt nước. Cái xong rồi mới quyết định là xây luôn cái tiệm lên cái nền. Em thì em lại biết làm biết cắm, mà anh Thành thì giỏi về cái mặt mà dọn dẹp, mà em thì em làm em cắm em rất là bài luôn. Thay vì người ta cắt lá thì có cái thao để em bỏ vô đó, em không bỏ, em cắt đề bộn ra ngoài mà, em cắt nửa cái nhà. Mà cái tính của em á là anh Thành càng ghét cái gì là càng làm, cái đó là bướng đó. Làm cho lợi ghê. Có một cái gì không, là khi mà giận nhau á là tối hai đứa lại, đứa nào mà cái kiểu biết sai á chị, là đứa này năn nỉ đứa kia. Cái chương trình này nó có một cái phần rất là đặc biệt, là trước khi phần kết là phần mình khai tật xấu của nhau. Tật xấu của anh Thành là chỉ là ngủ ngái quá trời ngái chị. Anh ngái như là một cái máy tàu vậy á. Cái đó phải tật xấu thôi ta. Cái đó là cái cơ địa của mình. Tại vì không mà. Đâu ai muốn đâu. Đâu ai muốn mình ngái đâu. Giống như là anh biết em ghét thì anh ngái, anh càng ngái lớn lớn. Em vỗ một cái là em vỗ cái, ơi đừng ngái nữa ngủ coi. Là im về tới sáng luôn. Im luôn hả? Ngủ im luôn hả? Im. Ủa sao được, là sao em là trước đấy em rồi. Là trước đấy em cố tình ngáy hay là em ngáy thật? Không, cái đó mà là ngáy thiệt. Em ngủ em ngáy không biết luôn, mà giờ em nói em mới biết. Là có nghĩa là sau khi mà đập cái là hết ngáy hả? Là ngày nào phải đập cái hả? Đập cái. Ngày nào vậy hả? Ngày nào cũng đập cái. Nhưng mà vậy có bữa em hả? Có bữa ok. Quá dễ. Quá có bữa em là... Không, giờ em nói em mới biết á, chứ em cũng không biết. Có bữa ha, em đâu có biết cái không im ha. Em lại bóp mũi luôn á, không im luôn. Em mới tán cái mặt cái thật mạnh luôn á, mới tỉnh được. Hớ, cái gì vậy, ngơ vậy chị? Là chỉ có tật ngay đấy thôi. Dạ. Nhưng mà mình cũng giải quyết được hả? Còn một cái nữa đó là hay dừng lại lắm chị. Hờn mát, dừng hờn vương vơ phong cưng. Chắc có chuyện người ta mới hờn mát chứ. Không phải chị, chuyện gì anh cũng hờn mát chứ. Dạ. Đâu ví dụ cụ thể một chuyện cho anh xem nào. Hờn mát thì giống như là em thì em biết cắm hoa tươi, còn anh thì anh cũng cắm được nữa. Mà hở cái là anh nói vậy nè chị, thử có ai cắm đẹp hơn. Mà anh cắm thấy gớm vậy chị. Anh cắm. Thôi em nói cái đó là người ta tự ái. Mà vậy là chị biết sao mà em là em không có biết cắm, thì giờ em chỉ em cắm từ từ thì không đẹp, nên nó anh cắm không đẹp không á, anh cắm gì thấy ghê vậy à? Anh cắm gì thấy ghê vậy à? Mà chữ nói thẳng cho em người ta tự ái cưng. Mà cái tính của em là thẳng tính lắm. Không, nhưng mà thẳng tính nhưng có những cái mình nên nói khéo. Yeah. Cái nói, anh ơi anh cắm cái gì nó không có đẹp đó nè mà... em để em cắm cho anh xem, những cái lần sau này là em nói đi chan công chị nói đúng chứ. Bây giờ anh ơi anh cắm thấy gớm á, nhưng mà vẫn giận chị, vẫn thấy chị. Ủa sao hơi. Tao nói nhẹ nhàng vẫn giận vậy cơ? Bỏ đi vô hơi mày giỏi mày cắm đi làm. Thật ra ý của Thành á là mình đã cố gắng rồi mà bị chê hoài, không chê. Có động lực. Nghe chê thì cũng buồn. Chê hoài cũng buồn. Mà nhiều người thì họ buồn, họ đùng đùng lên, thì bạn Thành chọn cái cách là ở thôi hơi lễ tiết xíu, em thấy cũng bình thường. Đi vô. Thật ra cá nhân cái em cái đó bình thường mà cơ, trong chuyện tình yêu em có giận hờn. Vậy thôi mày giỏi mình cắm đi làm vậy đó chị, cái bỏ đi vô. Rồi bây giờ tật xấu bằng này. Tật xấu của vợ em là ngủ nhiều vậy. Ngủ tới trưa luôn á. Người ta ngủ ví dụ như 8-9 giờ quá không có, giờ em ngủ tới 1-2 giờ chiều. Ngủ dữ vậy cơ. Em nè, phải hát cái bài là dậy đi em đừng ngủ dây dưa. Hôm nay hát nhiều quá. Chạy ra coi vàng mớm ra qua. Má trong lấy khăn cho bầu thấm cơn buồn. Người ta đi về miết nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa qua. Cho anh bạn cho giận nghe. Sao em còn ngóng trong.
Mọi người tí nữa nhớ trả tiền vé thêm nha. Hôm nay live show ca nhạc. Rồi bây giờ chị hỏi cho phải dự định trong tương lai. Dự định trong tương lai là hai đứa vẫn mở thêm một cái tiệm nữa. Số 3, số 4. Nhưng mà cái suy nghĩ trong đầu của em là hiện giờ đó là em đam mê làm ca sĩ á chị. Ủa? Nữa hả? Chưa dừng ở đó hả? Chưa dừng. Hát hay mà. Còn em? Em là em thích làm diễn viên. Cũng đâu vừa. Từ lần nào giờ là em thấy người ta diễn á, với làm mẫu rồi đó, em rất là mê luôn. Mà tại mình cái kiểu nhan sắc mình bị khiêm tốn. Chúc cho một bạn trở thành diễn viên. Một bạn đi hát chung với chị. Dạ tụi em cảm ơn chị. Dạ em cảm ơn chị. Rồi cảm ơn hai bạn. Hai bạn Tú Chi và Minh Tuân. Xin chào mừng quý vị khán giả đã đến với chương trình Come Out. Và xin mời quý vị khán giả chào đón cặp đôi khách mời của ngày hôm nay. Ôi chào hai anh chị. Các khách mời của chương trình hoạt đồ cảng lộng lẫy. Đúng rồi. Hai bạn giới thiệu đôi nét về mình cho khán giả được biết nhé. Dạ em chào anh, chào anh Tuân, chào chị Chi, chào tất cả các bạn đang xem. Em tên là Nguyễn Ngọc Nhi, hiện tại là em sinh năm 2002, em sinh sống là Việt Nam. Em đi lại lấy cái công đó đi. Em chào anh Tuân, em chào chị Chi, em chào Nguyễn Ngọc Nhi. Tên gì ạ? Dạ được ạ. Thoải mái đi. Em chào tôi, em chào cho mọi người. Em tên Vi, em sinh năm 2000, em tại bệnh viện Gia Vi. Rồi như thường lệ thôi, mình gặp nhau là phải có cơ duyên nào đó. Thì cơ duyên gặp gỡ của Nhi và Vi là thế nào? Kiểu như hai em quen trên Facebook á, như là like nhắn tin người em like rồi. Red story. Đúng rồi. Nên là hai em có quen nhau trên Facebook, kiểu có kết bạn lâu rồi nhưng mà kiểu không có để ý đến nhau á. Đợt đó là em kiểu như em like dạo thôi, nhưng mà chồng em nhắn tin cho em luôn, làm cái dính nhau luôn. Là cái tự nhiên đó chị. Đúng không? Có nghĩa là hình của Bi là một trong những tấm hình mà Nhi thích. Một trong hàng trăm tấm hình của Nhi là ấy vậy ạ. Ai ngờ. Chính luôn. Thì cho anh hỏi nhá, Bi á, khi mà thấy một người bạn gái xinh xắn như Nhi á, kiểu nhấn like tấm hình của mình, thì mình cũng hơi vui chứ. Mình mới tấn công cái người mà nhắn tin chứ. Không phải. Kiểu như, ví dụ như thường mình đăng hình á, thì người ta like đăng hình đúng không? Thì kiểu như lâu á, đăng lâu rồi cái nó có người like là nó sẽ nói lại, nó tạo cái ấn tượng. Cái đó là một cái chiến thuật. Nếu mà mình like mình mới cho những người khác á, thì mình sẽ bị vùi lấp bởi quá đông những con người. Nhưng khi mà mình like một tấm hình mà không ai like, thì tự nhiên mình là người duy nhất và mình là chú ý nhất. Đấy là một chiến thuật. Chiến thuật ghê hiểu chứ. Vậy cái lần mà hai bạn bây giờ mình nói về cái ấn tượng trước đi, ấn tượng của hai bạn khi mà dành cho nhau là cái gì? À khoan, như vậy nè, trước khi để ấn tượng đầu tiên gặp gỡ. Bây giờ anh muốn gặp trước hả? Không chưa, có nghĩa là bây giờ mình sẽ phải hỏi là sau khi mà tương tác trên mạng rồi thì bao lâu mới gặp nhau? Xin lỗi em nghe sao? Cũng lâu lắm, tại vì giống như hai đứa quen ngay mùa mưa. Rồi hẹn nhau đâu mấy tuần trước mà ngày nào cũng mưa hết á. Cứ em đi học về nó, em nhắn nó là em đi học về rồi anh. Cái vậy ok anh qua nha. Là xong là cứ là trời là kiểu giống như là anh biết mùa mưa mà là kéo mây rất là nhanh, là mưa ầm ầm luôn rồi không thể nào gặp nhau. Thì Chuẩn bị đi là mưa. Là có khoảng tầm hơn một tuần đó là ngày nào cũng y là mưa vậy đó. Mưa tầm tã mà. Chắc chắn rồi, chắc quen trong vòng cũng gần tháng này rồi đúng không? Dạ em quen 20 sau tháng 8. Tháng 8 hả? Trong 8 tháng 6. 28 tháng 6. Chắc cũng trong vòng mùa mưa. Đúng rồi, mùa mưa. Nhưng mà hai bạn quen nhau được bao lâu rồi? Tới tận thời điểm bây giờ tụi em cưới gần một năm. Ủa? Trời ơi! Mà bây giờ mất cơ nào? Không phải, có lẽ
quan tâm đến các bạn Khoa đến khi nào. Như bạn quen nhau từ rất là trẻ rồi. Rất là trẻ. Bạn bạn này là tính ra là Ủa, em 22 là quen nhau từ năm 15 tuổi. Bạn 17 tuổi. Em quen năm bạn vừa lớp 9 là lớp 10 luôn. Có nghĩa là những người trẻ đó yêu sớm lắm nhỉ. Quen nhau là họ thường va bốc này nọ ha. Và hai bạn này kiểu như quen và rất là có chính kiến trong tình yêu và đi đến cái tình yêu đó. Mà thấy hai bạn này kiểu cái ánh mắt đó của họ rất là hạnh phúc. Có nghĩa là nhìn thấy cái mặt hai bạn cũng rất là buồn hề vậy không? Nhắc bảo á. Khát khẩu hả? Ngồi gần cái đường mất đó là tự nhiên hai đứa. Nhưng mà mấy cặp gì nhận vợ. Khát khẩu nhưng mà giống như là xa nhắn được. Đi đâu là chạy về kiếm vợ. Cái này gọi là kinh nghiệm á. Là đã khắc khẩu rồi mà không xa nhau được mà cứ gặp nhau là cãi nhau, rất là kinh nghiệm. Còn dài lắm. Rồi khi mà lần đầu tiên nhá, sau một vài tuần trời mưa thì phải có một hôm khô ráo để gặp nhau phải không? Thì ấn tượng lần đầu gặp gỡ đã có giống như mong đợi không? Không. Ủa sao? Đẹp trai đẹp gái cả mà. Không, ở trong hình của bà Nghi nha. Trong hình của vợ em á là mắt hai mí. Kiểu không biết chụp hình nhiều cái app gì mà mắt hai mí mà mặt kiểu đi lai mà đúng rồi mà không nghe ở ngoài mắt một mí ghê gì nè mắt một mí mà nó trồi quay tức là Nhi xinh mà nhưng mà nhìn chung là Nhi vẫn xinh trên mặt bằng của con gái đó Nhi rất là xinh nha nhưng mà kiểu sáng nhìn nó không giống như trong hình á kiểu bị gỡ gỡ kiểu như khác nhau vậy kiểu như em thích cái phong cách kiểu tây tây mà em lại rất là baby thì thường lại biết cướp em chụp hình là nó sẽ hơi tay tay xíu nhìn nó gọi là đôi khi là bị ăn ảnh đúng không ở ngoài ở hay ở trên hình đều đẹp nhưng nó là hai cái khái niệm đẹp khác nhau bạn này mong bạn đẹp kiểu này nhưng mà ở ngoài bạn lại đẹp gì á tại vì ở ngoài rất là châu Á mà rất là xinh xắn mà rồi đến khi mà nói chuyện thì mới thấy sao nói chuyện đúng rồi không có chuyện hồi đó không có chuyện luôn á chắc ấn tượng đầu gặp nhau lần đầu tiên không có chuyện gì luôn á hả còn cái ấn tượng của em dành cho bạn gái này sao là của em đúng không chị là kiểu giống như là chắc em thì mình gặp nhau mình cũng thấy cộng điểm của con còn này là kiểu như sơ sơ là anh trường thấy trường hết điểm rồi âm điểm em không âm điểm luôn á em không chắc về em vô goodbye my love luôn á nhưng mà giống như là kiểu như hẹn có qua thì em cũng có đón em cũng có đứng hồi đó là ba rất là khó em đứng phía trên nhà em xíu là em có đón em đón là em nói khi nào anh cứ qua đi rồi em mua mắt cho kiểu như chạy qua thì cũng bốn mắt nhìn nhau thì mới gặp ở ngoài lần đầu mà chị không kiểu chạy qua nhìn em sao nói cái số 17 qua em chạy đi em thấy đứng ngoài đường nhưng mà kiểu như em đi hút luôn xong rồi em mới chợt nhớ là nó đứng đó ngoài đường em quái đầu nhìn lại mà em còn nhìn một hồi lâu em muốn quay xe lại nha chứ không quay liền đâu chị không phải quay lại bước mình liền đâu mà kiểu như nhìn lâu lắm nhìn kiểu coi không biết có ai hay không sao sao nhìn mình? Xa với người ta giống sao không thấy giống gì với người ta kiểu vậy mà lâu lắm rồi thêm cái nhà chở em đi một đoạn kiểu sao mà lần đầu tiên gặp nhau mà chở em ví dụ cũng hỏi em đợi anh lâu không hay là em có mưa kiểu như mưa lâm râm á em có ướt mưa gì hay không mà không nha chở em đi cũng hai cây số rất là xa đi trong vòng 2 phút là không nói một câu nào luôn thì không nói gì thôi em cũng không nói luôn em cũng im luôn cái sau chạy một hồi á là hết xăng sau á ngừng lại đổ xăng mà hồi đó là đi chiếc cúp 50 thì cái yên là yên rời em ngồi rời vậy nè thì cái chỗ đó là cũng kiểu ở quê chị cái dốc nó đá lộn chỏm á thì ví dụ như ngừng lại thì muốn dắt đợi cái chỗ đổ xăng thì cũng phải em ơi bước xuống cũng không nói luôn thì em cũng ngồi nhìn đây ngoài luôn vậy đó ghé em không nói nói luôn xong dắt lên dắt mà kiểu giống như là đá nó bự á dắt lên đâu nổi đâu thì em thấy vậy mới bước xuống cho mà cũng không nói một lời nào luôn em thấy kỳ rồi em thấy chắc không được rồi không nói chuyện luôn chị im rui trời xuống gặp gác cho chị im rui vậy chứ còn khớp á không nói luôn phải khớp không em ít nói không cái đó là ít quá đáng không ngoại trừ biết cái tên em ra biết tuổi em ra chắc cũng không biết gì em tại vì gặp đâu có hỏi gì đâu chỉ hỏi là em có vô anh chở đi quán cà phê này được không thì nó ok vô quán cà phê đó ngồi mà chỉ biết quán cà phê gỗ cũng như là giống như lớn tuổi lớn hơn chứ em thì
Không em, nhưng mà năm đấy là em tầm 16, 17 ha. Mà vậy là già quá. 15 tuổi rồi hả? Bé 15, bé hơn 2 tuổi. Nên là nó hơi già quá so với cái tuổi của em á. Nhắc đi vô mà hơi thùng quá của người lớn. Xong cái ngồi uống hai cái, giữ em đi chỗ khác. Em đâu có chịu ngồi ở đó đâu. Kiểu giống như đàn mấy cái nhạc mà kiểu như guitar rồi này kia, nhạc buổi sáng rồi này kia á. Sao kỳ quá à? Em thấy không vui mà cuộc lại là anh họp em rất là anh đúng gu của em đúng không? Đúng rồi, tại em thích gu giống như là lớn tuổi hơn em nè, chuẩn già, thư sinh, không có bị kiểu giống như là buồn sợ này kia. Bây giờ kiểu thể thao á, em thích, em thích kiểu thư sinh thì cũng đúng gu. Nhưng mà thấy trường, thấy lần là gặp đầu tiên là thấy trường cũng hết điểm rồi. Giờ em cũng không thèm biết tin nữa. Giờ những trên hỏi em ăn cơm chưa thì cũng kiểu như trả lời tối tối mới trả lời chứ không phải trả lời liền cái buộc. Kiểu thấy tin nhắn thì để đó thôi. Nhưng mà lúc đó là hai bạn yêu xa là em ở đâu và anh yêu xa thì chồng em ở Cam á, em Cam ha. Thì lúc đó quen nhau có nói, có nói là giống như là anh ở, anh nhờ anh đang làm việc ở trên Cam gì đó, anh làm việc với gia đình thì em có ok không, có muốn quen không, anh cũng có nói trước tại vì quen là sẽ nói trước hết. Thì em nói là kiểu như đúng gu mình rồi, đúng gu mình rồi, kiểu như trừ thì có trừ đi mà đúng gu thì ok. Em có muốn tìm hiểu thử, em cũng ok quen. Thì nói là tầm khoảng 1 tháng thì 2 tháng sẽ về thăm em một lần vậy đó. Nhưng mà kiểu có quen nhau hơn 1 tháng hả? Gần một tháng mới đi, kiểu như mấy tháng sau đó cũng có về mà về hơi ít lại á, 1-2 tháng mới về một lần. Kiểu như em yêu xa thì thời điểm đó em mới lớn mà, yêu xa thì 4-5 tháng em về luôn mà. Kiểu như em nổi loạn á, cái em nhưng mà quen nhau yêu xa là nhờ cái tin nhắn với lại cuộc gọi, còn này là không có một nhắn một gọi luôn. Kiểu như chồng em đi làm á mà nhắn tin đi làm về là có khoảng 2-3 giờ đêm, mà thời điểm đó là em đi học thì em ngủ rất là sớm, em mới thức dậy đi học nổi. Thì nhắn ở cái thời điểm đó thì sáng em đi học em mới trả lời, thì nguyên một ngày thì chỉ được 2-3 tin nhắn thôi à. Ví dụ như sáng em thức dậy nhắn một tin, cái chưa em nghĩ ra em nhắn tin nữa, ngày tới tối em làm xong em nhắn luôn tin nữa. Trời ngày ơi, hiếm hoi những cái cuộc nói chuyện, những cuộc nhắn tin quá hả? À, thường là không gọi được luôn. Mà khoảng bao nhiêu lâu trong khoảng thời gian nhắn tin qua lại mình đúng vậy? 4 tháng, 3-4 tháng thôi, nhưng mà chia tay là chia tay không có chuyện nữa hết. 1 tháng chia tay nữa hả? Trời ơi chị, nó quá là nhàm đúng không? Cho nên là ở ai mới được chia tay chứ? Em nói là giống như là bây giờ em không yêu xa nữa, yêu xa mà em không có, kiểu em cũng trách dữ lắm, em trách nó sao à, không nhắn tin em nhịn nhị đó, không kiểu cũng không, em giận thì cũng không năn nỉ mà cũng không gọi em luôn. Nên là em mới nói chia tay thì 1 tháng chia tay nhau cũng không có nói chuyện. Chia tay cho là 1 tháng rồi. Chia tay là ngày cái đợt đó em hứa về mà em không về được, hứa nhiều làm lắm. Sao rồi, cái lý do tại sao mà hai người lại quay lại với nhau? Như là có em thì em không thể nào quen người mới được, là em giống như là em không biết duyên số hay sao nó rất là thương. Mà em quay lại tiếp tục thì cũng không được, cứ cái tình trạng mà quay lại tầm bao nhiêu lâu? Chưa có quay lại, giống như là đang chia tay 1 tháng thôi. Mà em nghĩ là quay lại thì cũng tiếp diễn là 1 ngày 2-3 tin nhắn nữa thì em cũng không chịu nổi. Thì cái thời điểm đó em mới lớn, mình cặp người yêu để đi chơi với bạn bè kiểu vậy á. Em suy nghĩ là chắc không quen được, mà quen người mới thì cũng không quen được. Thì em mới tâm sự với một người bạn của em, thì người bạn đó mới kiểu như thấy buồn á, thấy buồn. Em buồn lâu lắm, giống như chị nghĩ đi, trong vòng 1 tháng đó là rất là buồn luôn. Thì bạn nó mới nhắn tin với chồng của em, là em nhịn nhị thời điểm em vậy đó. Thì chồng em mới có nhắn với em, thì nhắn tin với em thì cũng đúng rồi, tại mình đang mang tâm sự mà, thì em cũng ok quay lại. Nhưng mà trong thời gian em đi theo kiểu cực kỳ luôn nha, tại lúc đó không công khai em. Quen em mà sáng có người đưa đi học, có người đưa đi chơi, vậy mà nó thương, đưa cái thương vô hàng rồi. Mà trong khoảng thời gian bao nhiêu lâu? Tầm 4 tháng. Trong khoảng thời gian 4 tháng nào đó là có người
ở bên cạnh của em. Đúng rồi, tại vì ở xa. Nhưng mà khi mà mình, tại sao mà mình lại biết được những cái thông tin đó? Nhờ không có có người bạn nói cho em, nhắn tin cho em mà là kiểu như như đi chơi này là gì đó. Rồi chẳng như đứa đi học. Không, lúc đó thời điểm đó là chồng em rất là kiểu như nhân từ đối với em á. Kiểu như có nói cái gọng lượng, em gọng lượng. Rồi sau này kiểu mới khắt khe là không đi, em đi học là không cho em đi chơi nữa. Là chỉ đi học xong là đi về em á. Là kiểu như đánh dấu chủ quyền luôn. Hồi đó thường em quen là giờ vẫn không tha chứ